Hello, xin chào anh em, mình là Linh Andy và đây là tựa game Pokemon mới, Thần Thú Go anh em ạ. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em sở hữu được con Raikou cực kỳ là ngon lành kinh đáo anh em ơi. Anh em biết con Pokemon này là thuộc hệ gì không? Con này mặc dù là hệ mộc nha, nhưng mà anh em nhìn đi, sai. Trong Pokédex nó là Pokemon cũng xịn sò con bò đấy. Nó cũng nằm trong dạng gọi là Pokemon truyền thuyết đấy anh em ạ. Không phải đùa đâu. Mà nhìn nó tiến hóa lên này nhìn cũng hơi bị căng thẳng ấy. Thế cho nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy con này nhá. Ui con này đánh hay lắm. Đây thì đầu tiên anh em vào trong phần mục tiêu 7 ngày này để bước sang ngày thứ hai. Đấy xài, cứ nhận một cái đã nhờ. Bây giờ thì anh em sang cái phần phúc lợi toàn dân. Và dưới này thì chúng ta sẽ có ui giời Raikou. Nhớ anh em tích lũy 5k kim cương cho mình để mua được em Raikou này đánh cực kỳ là ngon lành kinh đáo luôn. Sau này tích lũy hoặc là quay ở trong cái sự kiện gacha này. Đây cái phần gacha này mà ra thêm được một em Raikou nó là hơi bị ngon đấy, không được đâu anh em ạ. Rồi xài con này tuyệt vời luôn, mình sẽ review về cái bộ kỹ năng cho anh em xem như thế nào nha. Ok nhưng thôi cứ chiêu mộ thường tí đã nhở. Chiêu mộ cao này, chiêu mộ cao ở trong này hiếm cái vé thật đấy, làm nhiệm vụ các thứ ít lắm nên là anh em cứ từ từ bình tĩnh thôi, đừng có bung lọ kim cương vào đấy là vỡ mồm ấy. Đấy mình nghĩ là mua ở trong cái phúc lợi toàn dân này ngon hơn nhiều. Con này ổn nhá anh em. Con này thì bình thường, tốt nhất là đừng mua con này nhá. Anh em tập trung kim cương mua luôn con sử thi cho mình. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem bộ kỹ năng của con Raikou này nó sẽ như thế nào nhá. Tuyệt kỹ này, cứ kẻ địch nào mà có HP 20%, con này nó chảm sát luôn, trực tiếp hạ sát kẻ thù có HP 20%, đúng không? Và khi hạ sát thành công phát là gây 150% sát thương cho tất cả các đối thủ khác. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Dùng xong tuyệt kỹ thì lại nhận cái giá của sức mạnh là cái gì? Trừ 20% HP hiện tại, hồi 100% nộ khí, ôi ôi. Thế lại được ulti thêm một lần nữa. Wow, càng đét đèn đẹt luôn anh em ạ. Con này để đi gọi là dọn dẹp đội hình ngon luôn. Thế cho nên là gọi là kết hợp với em Entel này thì quý trời, cứ phải gọi là perfect luôn anh em ạ. Bởi vì con Entel nó đánh toàn bộ kẻ địch mà. Thì lúc đấy máu kiểu dấp dính. Thế là con Raikou này va cho thêm một va nữa. Thế là đi tong luôn cả đội hình team bạn. Ấy, anh em thấy con lành không? Để mình xem quả skill thường này là cái gì nhá. Gây 120% tấn công lên một kẻ địch. Và cái gì đây? À, làm chậm này. À không phải, chập mạch điện lên mục tiêu. Ồ, chập mạch điện là không thể hồi phục nộ khí. Con này cực kỳ là ngon luôn, mình đánh giá cực kỳ ngon. Và anh em nông dân nào cũng nên chơi nhá. Đấy, mà chúng ta đang nhập phát là được VIP 5 rồi mà. Thì ai cũng có thể sở hữu được em Raikou này nhá. Đấy, anh em tập trung một con Raikou cho mình. Ngoài ra thì mình cũng đã sở hữu được thêm một em hệ mộc nữa. Đây là hình cái lá cây này, cũng có một tuyệt kỹ khá ngon nha. Gây cho cá thể hàng sau, tấn công hàng sau kẻ địch đấy. Có 30% tỷ lệ khiến mục tiêu hỗn loạn, tức là tự tấn công một đồng đội đấy. Ê, con này có hiệu ứng khống chế này. Đội hình của mình là mình đang thích ba con này kết hợp với nhau này. Đầu tiên là CP Entel nhá. Sau này tiến hóa lên các thứ thì nó sẽ lên đẹp lắm. Tiếp theo nữa là Raikou cũng ngon lành kình đào này. Đấy, tiếp theo là có em này khống chế này hơi bị ngon đấy. Ngoài ra là có em Gastly này, sau này tiến hóa thành Gengar. Thực ra nếu như anh em có được cái con này này, đây cho anh em xem Pokédex. Con này này. Đây gọi là Flash Gengar ấy, thì nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều luôn. Quả tuyệt kỹ thì ối dồi ôi luôn, gây cho mục tiêu sợ hãi này. Nếu mục tiêu đã bị khống chế thì con Gengar này sẽ nhận được 200 điểm nộ khí, hơi bị ngon luôn. Tuy nhiên là thôi, méo mó có không, chơi con gọi là Gengar thường này thì cũng ổn này. Bởi vì cái quả tuyệt kỹ của nó sẽ khóa cho kẻ địch không thể dùng được skill cơ bản. Hơi bị ngon luôn. Và sẽ nhận được 12% nộ khí nữa nhá, nếu như tiêu diệt được mục tiêu có khống chế ở trước đấy rồi. Thì cũng tạm được, nói chung là không bằng Super Flash Gengar được. Thế nhưng mà Gengar như vậy là cũng ổn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nhá. Để mình vào túi đồ mình mở thử xem được cái gì không. Tốn này, hộp Belly à. Belly tối đa luôn, dùng. Ôi dồi ôi, được có tí tẹo. Trainer này, à mình có thể nâng cấp được thú cưỡi này. Nâng bậc lên này. Ấy, anh em nhìn thấy mình nâng bậc lên là nó sẽ thay đổi ngoại hình đấy. Tiếp tục nào. Ồ, sắp được rồi. Thêm một phát nữa thôi là mình có thể nâng cấp cho cái con Arcanine này được ngon lành luôn này. Pet này, Pet thì cũng có thể nâng cấp được luôn. Ok, lực chiến tăng nhiều phết anh em ạ. Ồ, thêm một bậc nữa lên bậc 11 này. Thế phải tích cực kiếm tài nguyên thôi anh em ạ. Để mình xem thêm một quả ba lô này xem nâng cấp kiểu gì đây. Cũng tăng lực chiến luôn ạ. Ủa, tất cả đều level 11 nha. Nghe vẻ nó có sự trùng hợp gì đó nhẹ nhẹ nhỉ. Ok, mình sẽ tích cực làm nhiệm vụ này để có thể là khiêu chiến gym, nhận thêm kim cương này, vé quay các kiểu. Rồi, ok, ngon lành. Vượt ải chính à, cái nhiệm vụ này hơi khó này. Hiện tại mình đang vượt đến đây thì bị mắc kẹt anh em ạ. À, xem quả nhiệm vụ ngày nữa nào. Ô, nhận thưởng này, 200 XP, sắp lên level rồi.
tạo mới tiệm một lần đến luôn đấy, toàn kêu chiến thất bại thôi anh em ạ. Thực sự với anh em là trong này mình đang rất là phân vân, bởi vì trong này có mảnh pet là ngon nhất, tuy nhiên lại không phải là mấy con pet mà mình cần đấy, nó khổ một chỗ đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm mới để xem ra con nào mà mình có không nhá. Sở hữu được vài con mình cần ấy thì mình có thể nâng cấp được này. Con Sky Thờ này thì cũng không hay lắm này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đẻo thế nhỉ. Tiếp tục xem nào. Ô kìa, rắn đá Poliwag 30.000. Con gì đấy? Ôi kìa, sao ra nhiều con Sky Thờ đấy. Tiếp tục xem nào. Ui giời ơi, ra mấy con pet của Pup này á. Thôi tiệm thi đấu thế nào. Còn có cả Mega Entel và Mega Raikou đấy. Ô thì mình mua luôn cái này đi nhở. 50.000 mà. Ô túi. Mảnh ghép luôn anh em ơi. Wow, truyền thuyết luôn. Ồ kìa, tuyệt vời anh em ạ. Ủa nhưng mà sao con Mega Raikou với cả Raikou chả khác nhau nhỉ? Đây Raikou này. Rồi. Ủa, cùng là con Raikou mà. Thế mà nó bảo là Mega Raikou. Úi dồi ạ, bịp thế. Đấy, nhưng mà không sao, mình có thể tiến hóa được lên rồi. Anh em thấy như nào? Trông ngầu loài chứ. Đấy, thay đổi ngoại trang nhìn trông chuất chuôi người rồi ông em ơi. Tuyệt vời đấy. Ok la, thế là mình lại có thể nâng cấp được này. Ui, 6 sao này, đây. Mình đang dự tính là cho một em Raichu vào để nâng cấp này. Và thêm mấy em đây? Mấy em nhỉ? 5 em à? 1, 2, 3, 4. À, 3 con thôi, 3 con thôi anh em ạ. Tiến hóa thêm phát nữa nào. Ui, ngầu chưa anh em ơi. Wow, Super Raikou. Đỉnh nhé. Ôi, ngon này. Thế mình nâng cấp lên phát nhỉ. Ôi, thế là mình đã sở hữu được em Raikou 7 sao rồi. Thế là lại có thể làm được cái nhiệm vụ mà ở trong cái điểm khiêu chiến ấy anh em. Ồ, được đấy. Tăng cấp phát lên nào. 140 này. Xác định luôn. Để mình xem nâng cấp lên. Ui dồi, 146 kìa. Có tiến bậc này anh em ơi. Mở khóa này. Unlock. Cho một em 3 sao vào đây. Đấy. Ô, 3 em liền. Ok luôn. Unlock. Ây à, tăng 1.6 tỷ lệ tấn công tối đa 2 lần. Cái gớm phết nhỉ, thêm nâng cấp luôn à. Rồi, tự nhiên có con 7 sao sướng luôn. Quay trở về thành xem nào. Ủa, cái gì vậy? Thôi, không mua nào. Phúc lợi hạn giờ xem nào. À, phúc lợi hạn giờ đây đổi nhiều pet ngon này anh em này. Nhưng mà phải cần tận mấy con 5 sao liền ấy. Đây, anh em thấy không? Kinh khủng luôn. Tuyển chọn chí tôn luôn này. Có thể lựa chọn được một con pet chí tôn cực kỳ là ngon lành nhá. Mình sẽ cố gắng là đổi lấy cái này đi anh em ạ. Không biết là cái tỷ lệ ra ray qua ra giết các thứ như nào, mình sẽ cố gắng là cái cuốc để có thể mở cái dương này cho anh em xem nhá. Còn tận 28 ngày cơ, nên là anh em cứ bình tĩnh kiểu gì cho cái pet. Rồi, nhiệm vụ hạn giờ. Ui mày quá, làm được cái nhiệm vụ hạn giờ này phát là có nhiều tài nguyên để nâng cấp level này. Đây rồi, chết với anh, lên được level bao nhiêu đây? 161 rồi. 70. Tiếp tục nào. 80 luôn. Ngon. Đấy, đầu game cứ con nào mà nâng được nhiều sao là có lợi thế này anh em này. Bây giờ quay trở lại chiến đấu, có lẽ nào lại không qua được nữa thì ối rồi ôi quá nhở. Đấy anh em thấy không, có em Raikou mà nó các bọt hẳn luôn ý, đùa đâu. Cái này đánh sướng mà. Đấy, mà hoàn toàn miễn phí nhá. Đấy, anh em cứ chơi theo mình là được. Có thể sở hữu được một con pet ngon là cũng ok mà hoàn toàn miễn phí, cày cuốc các thứ là được thôi. Vượt ải chính đến 108 rồi này. Sắp được khiêu chiến gym lần nữa rồi, cố lên. Đánh đi em ơi, cố lên nào. Mình sẽ vào trong cái phần tác chiến thử cho anh em xem nhá. Wow. Đấy, vào đi. Không vào được nữa à? Bình thường mình vẫn xem được đánh đấm mà. Mình sẽ bỏ tù nhá. Rồi, ok, thắng được không? Cố lên. Rồi, ok, thắng nha. Khiêu chiến này. Kìa. Đây, vào trận chiến xem thử này. Úi xổi, đánh toàn thể cái địch. Có tê liệt hay không đây? Câu trả lời không, bởi bên team kia là có Mewtwo luôn kìa. Căng thẳng thế nhở. Rồi, nhưng không sao, team mình thì có Raikou các kiểu này. Mày bưởi kết liễu luôn. Ấy anh em thấy không, cả bọn này đều dính sát thương và ngõm luôn. Ui, con Raikou khỏe nhỉ. Được đấy, mình nâng cấp em nó, chứng tỏ là không sai lầm một tí nào luôn nha. Đó, ok là chưa. Tác chiến này, nhận nhiệm vụ nào. Ui dồi ôi, lại đến tận 120 à. Kìa, thì auto thôi. Nhiệm vụ ngày mình được cái gì đây, thành tựu này. Ui 500 kim cương luôn. Ngoan. Ok la, xác định này. Có nhiệm vụ ngày nó có cái gì nó cứ sáng hoài, sáng mãi chấm đỏ lòm vậy ta. Ngứa cả mắt đấy. Lì xì gui này. Người chơi đạt level 30. Ui được 27 kim cương luôn. Nhiều nhất luôn á. Từ hôm qua đến giờ mình chỉ lấy được có 9 kim cương thôi. Sang ngày hôm nay nghe vẻ là cũng may mắn đấy. 5 kim cương, 20 kim cương này. Mở đống lì xì ra cũng được nhiều kim cương phết này. Gỡ gạc lại tí anh em ạ. Thôi cũng được, thế là được rồi. Ô có trang bị ngon này, ấn trang bị nhanh luôn cho Raikou. Con nào level cao thì mình sẽ ưu tiên nhá. Ui giời, giật mình là lại tưởng có đủ phôi để tiến hóa này cái con beo đùm rồi nữa. Đánh ổn phết này anh em này. Đây, bot biết các thứ vượt qua mầm mèo vèo luôn này. Nhận thưởng xem nào. Ui 50 mảnh này.
Ngon, perfect này. Đấy, kiếm mảnh các thứ ở trong nhiệm vụ này cũng được này anh em này. Hợp lý đấy, mình sẽ vào túi mình mở xem được con gì nhá. Ai xả để xem nào, nhận được cơ hội nhận những con gì đây. Có cả con Mega Skizo luôn này. À đây đây đây, có con Beldum này để nâng cấp lên cũng ổn này. Xem còn có gì nữa, cũng Gastly cũng được nha. À, Pokemon điện thoại các thứ này. Ghép luôn. Ây da, cay thế nhờ. Ra đúng con Pokemon quý thôi ạ. Được, thực sự luôn. Thôi được rồi, tạm tạm. Nhiệm vụ đường chiến thắng xem nào, nhận luôn. Rồi, 120. Bây giờ mình là có thể nhận được thêm một vé trên là 4 sao. Cái đấy để có thể kích hoạt cái thành tựu ấy. Khiêu chiến nào, bay trận nhanh. Đây, chiến luôn. Hiện tại thì khiêu chiến trong này thì không thể bỏ qua được nha anh em. Khiêu chiến gym thì không thể bỏ qua được đâu. Chiến đấu đấy, cho anh em xem sức mạnh của em Raikou của mình nha. Cố lên. Đấy, máu con này chỉ còn khoảng hai mấy phần trăm thôi. Nếu như mà kích sát được thì bọn này sẽ ăn thêm sát thương. Ui, có luôn cả con Raikou Ram này. Chà, càng nha. Mày, đúng rồi, kích sát hay lắm, bọn này ăn sát thương này. Ấy, anh em thấy chưa, hai con này chết luôn này. Wow, Raikou mạnh thực sự luôn anh em ạ. Thôi, mình đóng băng rồi. Con Articuno này đóng băng chứ nhỉ, đúng không? Mình cứ tưởng là con Dratini cơ. Thôi chết rồi, nó đóng băng chuẩn ấy. Đóng băng đúng hay vào con Raikou của mình nhỉ, cú không? À, thằng này nó bị hỗn loạn này anh em này. Đấy, anh em thấy không? Choáng ngay, làm sao mà được chiến đấu. Đội hình của mình là vừa có khống chế này, vừa có đánh sát thương đa mục tiêu, vừa có kết liễu đơn mục tiêu. Cực kỳ là ngon lành nhá. Nếu như anh em nào mà chưa biết xây dựng đội hình như thế nào thì có thể chơi theo mình nha. Và cũng đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi thêm những cái video mới về tựa game Pokemon Thần Thú Go này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.